Tuấn Tú cũng ở cái độ tuổi trung niên rồi. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng cái việc chúng ta bồi bổ sức khỏe này, chế độ ăn uống tập luyện này và đặc biệt là dùng thêm một số các cái thuốc để bổ trợ thì tôi nghĩ là điều cần thiết cho lứa tuổi trung niên, vì tôi cũng có một số những người bạn làm bác sĩ có tư vấn như vậy. Và sau khi tìm hiểu thì Tú thường hay chọn những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và có một số các cái thành phần thảo dược mà nó đã rất là quen thuộc rồi, ví dụ như dâm dương khoác này hay là một số loại nhân sâm này, thì ở trong đó cái tác dụng của nó cải thiện sinh lý rất là tốt dành cho nam giới. Và khi mà đã tìm hiểu ra thì chúng ta phải đi tìm những cái sản phẩm nào đó rõ nguồn gốc này, có tem mác đàng hoàng được kiểm định này, có giấy chứng nhận này, và phải là hàng chính hãng. Thì chính vì thế mà Tuấn Tú đã tìm thấy loại sản phẩm đó là First Up One Hour, là một sản phẩm mà Tú tin dùng, bởi vì đây là một sản phẩm rất là rõ nguồn gốc và những cái nguồn gốc của thảo dược ở trong thành phần ở trong thuốc này cũng đều là từ thảo dược, và với những loại thảo dược quý hiếm đó thì Tú nghĩ rằng nó sẽ tốt cho bản thân, và Tú cũng đã được tư vấn của một số người bạn là bác sĩ nữa. Chính vì điều đó mà sau khi sử dụng sản phẩm này xong thì Tú thấy rằng tinh thần này rồi sinh lý của mình được cải thiện rất là rõ rệt và con người mình cảm thấy sảng khoái hơn rất là nhiều. Chính vì điều đấy mà tôi nghĩ rằng là cộng với cái việc tập luyện này, chế độ ăn uống và giờ giấc sinh hoạt ấy, thì tôi thấy rằng đây là một sản phẩm tốt dành cho nam giới ở lứa tuổi trung niên như Tuấn Tú hát đầu lên. Với những bạn nào đó mà ở lứa tuổi như Tuấn Tú hoặc là sớm hơn, hoặc là chúng ta có vấn đề ở sinh lý thì chúng ta nên, Tú thì có một lời khuyên là chúng ta nên đến bác sĩ, gặp bác sĩ để tư vấn về sức khỏe, về sinh lý cho mình, và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái hướng điều trị tốt nhất. Đấy, còn nếu như mà chúng ta đã biết được cái hướng điều trị rồi thì chúng ta nên tìm những cái loại sản phẩm như First Up One Hour để chúng ta có thể cải thiện được sinh lý cho mình. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.